Ủa em làm gì vậy? Chế nước vô làm chi? Im lặng đi. Muốn ăn miễn phí không? Để em làm cho coi. Quản lý rồi. Quản lý. Làm ăn cái kiểu gì vậy? Ra đây coi. Quản lý. Ra đây. Dạ dạ dạ. Làm cái gì mà lâu quá vậy? Kêu quản lý lên coi. Ủa nhưng mà mình có chuyện gì vậy chị? Nhìn đi. Tôi kêu rõ ràng là cái dĩa mì khô. Bây giờ hả, bưng ra cái dĩa mì gì mà toàn nước, đổ nước vô như cái biển rồi sao mà ăn được. Kêu quản lý ra đây nhanh lên. À chị, cái này chắc là nhầm lẫn gì á. Thôi để em đổi cái mì khác cho chị nha. Nhầm lẫn gì mà nhầm lẫn? Tôi nói là kêu quản lý ra đây giải quyết cho tôi. Có đổi gì hết bây giờ sao? Không kêu quản lý ra là tôi livestream tôi bóc phốt nè. Chị, cái rõ ra im lặng coi. Cái này bê dĩa khác ra đường mà chị. Nè mọi người ơi, mọi người đó. Mọi người coi nè. Hôm nay á là em đi vô cái quán này em ăn, mà em kêu một tô mì dĩa mì khô, bưng ra một cái dĩa mì coi nè. Nước nè mọi người, coi thấy không, thấy không? Y như là cái biển gì đó mà bây giờ kêu đền. Cái dĩa khác thì không đền. Nhân viên nè, nhân viên chửi khách hàng. Kêu quản lý ra không chịu kêu, bây giờ không giải quyết sao? Tôi là khách hàng, là thượng đế mà tại sao đối xử với tôi như vậy à? Không phải. Mọi người ơi, mọi người cứu em đi, giải cứu em đi mọi người ơi. Không phải như vậy đâu. Ui, làm cái gì mà kỳ cục quá vậy? Tự nhiên livestream nói quán người ta như vậy. Nè, muốn ăn miễn phí không? Muốn ăn miễn phí thì im lặng đi. Thì ra là em kêu anh che cam là em đổ nước vô hả? Đúng rồi. Chị. Chị đang bận. Hai người ngoài kia mắng vốn mình kìa, khách mắng vốn. Rồi sao em để cho người ta mắng vốn? Em làm cái gì rồi? Em không biết nữa, bây giờ là em bê lộn đồ ăn cho người ta, cái người ta làm sùm ngoài á. Rồi sao em bê lộn đồ ăn cho người ta? Thôi, bây giờ chị đừng hỏi em nữa, em rối lắm, bây giờ chị ra chị giải quyết đi. Được rồi, để chị. Dạ. À, dạ chào anh chị, em là quản lý của quán. Đó nè mọi người ơi, mọi người thấy không? Nhân viên của quán nè, hồi nãy một người ăn hết chưa đủ, bây giờ kêu thêm một người nữa. Chị ơi chị, tôi chịu nổi nha. Chị ơi vui làm tóc máy quay giùm em đi anh chị ơi. Công tắc đó giờ sao? Mấy người ăn hiếp tôi hả? Dạ không có, bây giờ ăn tệ hả? Rồi bây giờ hả, ăn hiếp khách hàng nữa. Tôi không tắc đó, bây giờ tôi sẽ post lên cho mọi người biết. Dạ anh chị ơi, anh chị có vấn đề gì á thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị. Anh chị đừng có đăng lên mạng xã hội nữa mà. Tôi không làm đó, giờ tính sao? Trời ơi, làm ăn như vậy bây giờ còn nói khách hàng như vậy nữa. Tôi để đây, tôi quay, tôi livestream lên cho mọi người tẩy chay cái quán này luôn. Bây giờ làm sao? Giải quyết đi. Dạ anh chị ơi, bây giờ chị tắt livestream đi rồi em sẽ giải quyết cho anh chị. Rồi đó, giải quyết. Dạ bên mình đang bị vấn đề gì hả chị? Trời, từ nãy giờ nói muốn chết luôn gì đó. Đây, kêu một cái dĩa mì khô, bưng ra một cái dĩa mì nước y như là cái biển gì đó. Rồi họ nhân viên ra đây chửi khách hàng xối xả. Giờ quản lý ra kêu không biết chuyện gì nữa làm sao. Giải quyết được không? Không giải quyết thì tương lai chứ có quên là phải nhắm đâu. Dạ chị ơi, anh chị bình tĩnh. Bây giờ á, bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị giải quyết cái phần này. Xong rồi em sẽ tặng anh chị một bữa ăn miễn phí nó được không ạ? Vậy cũng được. Sao mới đầu không nói vậy đi? Nếu mà nói như vậy thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu, đúng không? Vui vẻ rồi. Dạ, cảm ơn anh chị. Để em xuống nói bếp chuẩn bị cho anh chị nha. Dạ, em xin lỗi ạ. Anh chị vui lòng đợi em xíu. Em sao em làm chuyện đó? Mình đâu có thiếu tiền ăn đâu mà làm cái chuyện nó kỳ lắm. Ủa anh sao vậy? Thì ăn miễn phí một bữa có làm sao đâu. Trời, nó không có đáng. Đáng vậy mà em còn làm cái hành động đó nữa, còn quay đăng lên mạng tội nghiệp người ta. Giờ anh sao? Anh sĩ diện đúng không? Anh chửi tôi đúng không? Vậy thôi đi, từ nay về sau đừng gặp mặt nhau. Anh không có chửi. Ý của anh là anh đang khuyên em. Trời, mình vai dài sức rộng, mình thiếu gì cách để mình làm, mình kiếm tiền mà làm cái chuyện đó kỳ cục lắm. Anh nói như vậy mà anh không chửi hả?
anh đang sỉ nhục tôi luôn á. Sỉ nhục? Rồi sao? Tại vì anh nghèo thì tôi mới làm vậy, tôi tiết kiệm cho anh mà. Đúng là anh nghèo, nhưng mà mình nghèo cho sạch, rách cho thơm. Tiết kiệm thì mình có nhiều cách để mình tiết kiệm lắm, chứ tiết kiệm ba cái đồng bạc lẻ làm gì? Bởi vì tôi thấy anh nghèo, tôi muốn tiết kiệm cho anh, chứ không phải là tôi muốn gì hết á. Bây giờ anh đứng lên chửi tôi như vậy hả? Đủ anh, rồi nha. Anh không có chửi, là anh đang khuyên em á, mai mốt mình sống cái đàng hoàng, từ từ thì mình cũng giàu thôi. Làm cái chuyện làm gì nó thất đức lắm. Anh khuyên tôi hay là anh đang sỉ nhục tôi? Nghèo mà đặt sĩ diện nữa. Thôi đi, nghĩ nói đi. Từ nay về sau đừng kiếm tôi nữa. Bye bye. Em trời. Em sao mặt biết xị vậy Quân? Hả? Chán gì rồi? Sao? Có vô gì? Nói chuyện nghe. Ấy quá trời ấy. Thiệt. Tự nhiên cái hai người đó live stream xong thấy ấy ngang. Chán gì đâu chán. Em tức. Em tức đây là tại vì em bị quan. Rõ ràng là em bưng ra là bưng tôm khô, đùng một cái nó biến thành tô nước. Không hiểu luôn. Tự nhiên cái làm sùm làm em rối nùi luôn. Em không hiểu chuyện gì hết trơn. Vậy sao bữa đó em không nói chị biết? Ủa thì chị kêu là nếu mà khách hàng là có như thế nào á thì mình phải tôn trọng khách hàng. Mình nhận sai, khách hàng là thượng đế. Rồi thì em cũng chịu phạt rồi, em cũng đền hai cái tô miễn phí đó rồi. Giờ thì sao? Bình thường mấy đứa trong quán nó nói em khờ mà chị không tin. Bữa nay chị chứng kiến được rồi Quân. Trời ơi sao mà em khờ dữ vậy? Mấy cái chuyện này em phải nói cho chị biết chứ, để chị còn biết đường mà chị giải quyết. Thì ai biết đâu thì thôi, người ta sùng quá nhận sai cho nó sao vậy. Trời ơi. Rồi giờ sao chị? Bây giờ để chị check cam lại bữa đó coi sao. Để chị mượn máy tính đi. Thu đoạn này chị. Cái khúc đó nè. Đó. Đó nè, thấy không? Em bê ra nè. Đó, hai người lén lúc rút che lưng làm gì nè. Đó. Thấy không? Em bị quan mà. Được rồi, để chị xử lý. Bây giờ nè. Sao ta? Bây giờ em đi chuẩn bị cho chị một cái biển giảm giá, em cứ dán trước cửa đi. Chị chắc chắn hai người đó sẽ quay lại đây. Tới khi đó mình sẽ xử lý hai người đó. À, em hiểu rồi. Đi làm liền đi. Trời ơi, hôm nay được giảm tới 50% luôn. Đang lúc đói bụng nữa, vô ăn đi anh. Ủa em, qua quán này luôn hả? Chứ làm sao, giảm tới 50% lượng đó, vô. Dạ, hai anh chị, quen quá trời luôn. Nay đến order gì anh chị? Nói nè, hình như chị thấy hôm nay là được giảm giá đúng không? Dạ. Thôi, cho chị một dĩa mì đặc biệt. À, dạ. Dạ, đợi xíu nha, có ly. Dạ, của anh chị đây. Hả? Ủa sao hôm nay đậy đậy ghê vậy? Tại vì hôm nay là một dĩa mì rất là đặc biệt. Anh chị là khách hàng VIP bên em, cho nên là cái dĩa mì ngày hôm nay nó phải thật đặc biệt. Trời ơi, đúng là nhân viên ở đây thiệt là tốt. Cảm ơn nha. Dạ. Đồ ăn gì mà dán không à? Đâu rồi? Quản lý đâu kêu bên đây? Giải quyết đi! Ông kêu hả? À, chị ơi! Chị! Nè! Mọi người coi đi nha! Quán ăn này kỳ cục quá trời luôn à! Hôm trước á, là đã sai với tôi một lần rồi, bây giờ còn sai với tôi nữa! Toàn là dán không à, kêu đồ ăn mà bỏ dán vô không là sao hả? Chị ơi,
Tại vì cái nết của chị xứng đáng chơi với Giáng thôi. Hành vi xấu của hai anh chị chúng tôi đã biết hết rồi. Đừng có quên là quán của chúng tôi cũng có nhiều camera. Và tôi sẽ đưa đoạn clip trước kia cho công an và đăng lên mạng xã hội cho tất cả mọi người đều biết. Anh chị đừng có hòng bày ra mấy cái trò này để phá quán người khác, đổi lấy những bữa ăn miễn phí cho mình nữa. Đúng đó. Đó, nè, he, che cam này he, quá trời. Đó, em thấy những cái hành động xấu xa của em chưa? Bây giờ bị người ta phát hiện rồi đó, nhục nhã chưa? Anh thất vọng như em quá à. Ủa, người ta chửi người yêu anh không binh chửi tôi đúng không? Nhưng mà anh thấy anh chị này nói đúng. Anh với em chia tay đi. Ôi, thằng bố mẹ cha, nó là tao. Khoan đã chị. Mời chị vui lòng thanh toán hết những bữa ăn đã miễn phí của chị. Và cả bữa ăn hôm nay nữa. Cảm ơn chị. Chờ đó đi. Kính chào quý khách. Ủa chị. Ủa, chả sộp dưới trời. Rồi nhưng mà giờ quán mình ế thì sao? Trả thì cũng trả rồi đó, nhưng mà đăng lên mạng hết rồi, quán mình đâu còn ai, nó cũng vậy à. Bây giờ mình phải minh oan cho tiệm mình chứ. Đăng cái clip trước lên mạng đi. À, em hiểu rồi.